phụ nữ kiểu cá tính nè. Em không thích kiểu dễ thương mà. Vậy là em không thích nhỏ, thích phụ nữ trưởng thành. Dạ đúng rồi, có cái style riêng của mình. Quyến rũ à? Dĩ nhiên cái kiểu đó chắc chắn là phải quyến rũ rồi. Tóc đỏ đâu không? Không. Alo. Chị hỏi với chị không có ý gì chơi. Xây trà, xây bánh hay là xây em?